Mở đầu chương trình tâm sự ngày hôm nay, mời cô chú anh chị và các bạn đến với dòng tâm sự. Lén cho con gái 2 tỷ mua nhà, 5 năm sau con dâu cảm ơn, làm tôi vừa tức vừa thẹn. Bán đất được 2 tỷ, tôi cho hết con gái để vợ chồng nó mua nhà. Một là tôi xót cảnh còn sống nhà thuê, nay đây mai đó. Hai là tôi muốn con gái được chồng nể trọng và còn có tiếng trong gia đình nhà chồng hơn. Và chi tiết của dòng tâm sự này ra sao, kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Tôi và ông nhà có 2 đứa con, một nếp, một tẻ. Từ nhỏ con gái út khá yếu ớt, hay ốm vặt, nên chúng tôi cũng chiều chuộng nó hơn một chút. Nhưng không vì thế mà con gái chơi bời liêu lỏng. Nó vẫn thi đậu vào một trường đại học có tiếng ở thành phố, không kém cạnh anh trai là bao. Hai con tài giỏi, ra trường kiếm được việc làm luôn mà không cần nhờ vả bất kỳ ai. Hai con là niềm tự hào của chúng tôi. Sau này, hai đứa nó lập gia đình rồi sống ở thành phố luôn. Thì thoảng thì có về thăm bố mẹ. 5 năm trước, thấy thị trường đất đang sốt nên vợ chồng tôi đã bán một mảnh đất được 2 tỷ. Tôi đã cho hết con gái để vợ chồng nó mua nhà. Một là tôi xót con sống cảnh nhà thuê, nay đây mai đó. Hai là tôi muốn con gái được chồng nể trọng hơn, cũng như là con sẽ có tiếng nói trong gia đình nhà chồng. Về chuyện này, tôi dặn hai con không được nói cho anh trai biết. Nếu như vợ chồng thằng cả có hỏi lấy tiền đâu ra để mua nhà, thì cứ bảo nhà chồng nói cho tiền. Chứ đứa cho đứa không, tôi sợ anh em lại tị nạnh nhau. Thật sự thì con trai tôi không có tính đó, bởi vì từ nhỏ nó đã luôn nhường nhịn và yêu thương em gái. Nhưng bây giờ nó đã có vợ, con dâu biết chuyện sợ rằng sẽ đố kỵ và tị nạnh. Và cứ thế, vợ chồng con gái đã mua được một căn chung cư khang trang rộng rãi. Còn vợ chồng con trai cũng mua được nhà sau 5 năm kể từ ngày tôi bán đất. Chúng nó tự lực cánh sinh, nhưng giờ thì mua hẳn một căn biệt thự 3 tầng. Khi biết chuyện, tôi cũng mừng cho các con. Ngày hôm qua, vợ chồng con trai ăn tân gia. Con có làm vài mâm cỗ mời gia đình hai bên và bạn bè thân thiết. Vì quê xa lại sắp đến cuối tuần, nên vợ chồng tôi đã ở lại nhà con, dự tính là chơi đến hết tuần mới về. Khi khách khứa đã về hết, các cháu đã ngủ, chỉ còn tôi với ông nhà đang ngồi xem tivi, thì con dâu đột nhiên cười và nói: "Vợ chồng con có được như ngày hôm nay, tất cả cũng là nhờ ơn của bố mẹ. Con thật lòng muốn cảm ơn bố mẹ." Câu nói của con dâu khiến vợ chồng tôi khó hiểu vô cùng. Bởi vì từ sau đám cưới đến tận bây giờ, chúng tôi có chu cấp hay giúp đỡ được gì cho con đâu. Khi tôi còn đờ người, chưa hiểu chuyện gì, thì con dâu đã tiếp lời: "Cũng nhờ bố mẹ không cho chúng con tiền mua nhà, nên chúng con mới có quyết tâm nỗ lực tự vươn lên bằng chính khả năng của mình. Nhờ đó mà giờ đây chúng con mới gây dựng được sự nghiệp và thành công như ngày hôm nay. Mua được căn nhà to như thế này để ở, chứ được bố mẹ cho tiền mua nhà như em, không khéo bây giờ chúng con vẫn ở trong căn chung cư chật hẹp đó, và vợ chồng con lục đục rồi bỏ nhau cũng nên." Tôi giật mình, hóa ra vợ chồng con trai đã biết chuyện tôi cho vợ chồng con gái tiền mua nhà, nhưng chúng nó không nói ra. Tôi vừa thẹn khi bí mật của mình được phơi bày, vừa tức khi con dâu nói những lời đó. Chuyện là cách đây khoảng 2 tháng, vợ chồng con gái tôi đã ly hôn. Nguyên nhân là vì con gái tôi. Con cậy nhà bố mẹ đẻ cho tiền nên coi thường chồng. Con không động tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Hễ vợ chồng cãi nhau hay không vừa ý gì với nhà chồng, con lại lôi chuyện này ra nói. Và rồi tình cảm vợ chồng vì thế mà dần dần rạn nứt, rồi đường ai nấy đi. Con rể ra đi tay trắng, còn con gái tôi hiện sống cùng con nó trong căn nhà đó. Dù biết con dâu nói không sai và những gì con nói đều là sự thật, cuộc hôn nhân của con gái đổ vỡ
cũng một phần là lỗi của tôi. Nhưng tiền của tôi cho ai, đó là quyền của tôi chứ, đúng không? Con dâu nói như thế, khác gì đang mẻ mai và chế giễu vợ chồng tôi cùng với em gái chồng. Điều đáng buồn nhất là con trai tôi ngồi bên cạnh, nghe vợ nói như thế, cũng không hề nói một câu để bênh vực bố mẹ. Tôi buồn đến mức mất ngủ cả đêm. Giờ không khí trong nhà đang rất căng thẳng, tôi nên làm gì đây? Dòng tâm sự thứ hai, vì muốn chứng tỏ quyền của con trưởng, anh trai ép chúng tôi phải hiến đất làm nhà từ đường. Không ngờ cũng có ngày, anh em mâu thuẫn nhau vì mảnh đất của bố mẹ chưa sang tên sổ đỏ. Ngày bố mẹ chồng tôi còn sống, ông bà sang tên sổ đỏ mảnh đất cho vợ chồng anh cả. Nhưng phần đất ông bà đang ở thì chưa cho chúng tôi. Bởi vì bố chồng tôi là một người khá chắc chắn. Ông sợ khi về già sẽ bị các con hớt hủi rồi đuổi ra đường. Không muốn bố mẹ khó xử nên chúng tôi cũng không hối thúc việc sang tên sổ đỏ, để ông bà tự nguyện. Vì sự chần chừ của vợ chồng tôi mà hiện tại chúng tôi đang phải trả một cái giá quá đắt. Chẳng may là trong vòng một năm, bố mẹ chồng lần lượt ra đi, khiến mảnh đất vợ chồng tôi đang ở thuộc về của chung. Nếu theo luật thì người anh trai chồng tên thế sẽ được hưởng một nửa phần đất đó. Lúc anh em còn đang vui vẻ với nhau, vợ chồng tôi quyết định làm lại sổ đỏ. Nhưng khi nhờ anh Thế ký tên tặng đất cho đất thì anh không chịu ký vào. Anh tìm mọi lý do để từ chối, như là bận việc, lúc thì nói chuẩn bị đi công tác. Để rồi bố mẹ chồng mất 7 năm mà chúng tôi vẫn chưa làm được sổ đỏ. Vì bố mẹ chồng tôi là con trưởng, thế nên mỗi lần trong họ có cỗ bàn gì đó đều tổ chức ở nhà của chúng tôi. Tuần vừa rồi, sau khi ăn giỗ tổ xong, anh em trong họ bàn với nhau về chuyện xây nhà từ đường để lấy chỗ thờ cúng cũng như là sinh hoạt. Anh Thế mạnh miệng nói, mảnh đất phía đông nhà chú thím mỗi năm trồng được vài cây chuối, tốt nhất là hiến đất đó cho dòng họ để làm nhà từ đường. Vợ chồng tôi không đồng ý và bảo anh Thế muốn xây nhà từ đường thì anh nên hiến đất mới đúng, vì anh là con trưởng. Nào ngờ anh Thế lại nói, nếu như vợ chồng tôi đồng ý cho dòng họ mảnh đất đó thì anh sẽ ký giấy từ chối quyền thừa kế để chúng tôi làm sổ đỏ. Chồng tôi rất bức xúc trước quyết định của anh cả. Chúng tôi sợ không làm theo yêu cầu của anh Thế thì anh ấy lại đòi chia đất theo luật thừa kế, thì khi đó vợ chồng tôi còn mất nhiều đất hơn. Theo mọi người, chúng tôi phải làm sao để có thể làm được sổ đỏ mà không bị mất đất đây? Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.